trải nghiệm tiêu dùng để là người tiêu dùng thông thái. Các bạn thân mến, chúng ta đang quay trở lại với chương trình trải nghiệm tiêu dùng trên kênh VOV Giao thông Quốc gia. Và như Mạnh Thắng đã vừa chia sẻ ít phút trước là hôm nay chúng ta sẽ có thời lượng để nói về một sản phẩm. Không, phải nói đúng là những sản phẩm bằng da. Nhưng đó là những sản phẩm gì thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với chị Thanh Hà là CEO của Nội thất ô tô Bảo Hà. Xin chào chị Hà. Dạ, xin chào anh Mạnh Thắng ạ. Xin chào quý thính giả đang nghe đài. Hôm nay thì Hà rất là vui khi được cùng anh Mạnh Thắng và quý thính giả trò chuyện và chia sẻ trong chuyên mục trải nghiệm tiêu dùng của VOV Giao thông Quốc gia. Vâng, nào lúc nãy thì chúng ta có chia sẻ với các bạn thính giả là những sản phẩm hôm nay chúng ta sẽ đưa ra để thính giả cùng tìm hiểu nó liên quan đến da. Vậy thì hôm nay thì chúng ta sẽ giúp thính giả tìm hiểu những sản phẩm gì bằng da đây hả chị Hà? Hôm nay thì Hà sẽ giúp quý thính giả tìm hiểu những sản phẩm liên quan đến phụ kiện bằng da cho xe hơi được không ạ? Rõ ràng là được rồi. Bởi vì thực ra xe hơi, đặc biệt là xe ô tô cá nhân bây giờ thì cũng không là một cái điều gì nó quá xa lạ với thính giả nữa. Đặc biệt là với đối tượng thính giả của VOV Giao thông. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ khái quát một chút này. Thị trường những cái phụ kiện bằng da cho xe hơi hiện nay thì nó bao gồm những sản phẩm như thế nào hả chị Hà? Nói về phụ kiện bằng da cho xe hơi thì hiện tại trên thị trường rất là phong phú anh ạ. Ví dụ như là áo ghế da này, thảm lót sàn da, lót cốp da, bọc vô lăng da hoặc là bọc chìa khóa da. Phải nói là có khá nhiều phụ kiện bằng da cho xe hơi đấy anh ạ. Vâng, rất nhiều. Nhưng chắc có lẽ trong thời lượng của chương trình ngày hôm nay chúng ta cũng chỉ tập trung vào một số món nhất định thôi đúng không ạ? Dạ vâng, đúng ạ. Có nhiều người khi mà được gọi là các bạn tư vấn bán hàng giới thiệu về những sản phẩm phụ kiện da cho xe thì họ hay nói là ôi, nhà sản xuất đã sản xuất ra một chiếc xe với đầy đủ những nội thất, ngoại thất như vậy rồi thì không biết là cần thêm phụ kiện để làm gì. Không biết có bao giờ mà chị Hà gặp phải những cái câu hỏi như vậy không ạ? Em có ạ, hàng ngày chắc là vẫn phải gặp những cái câu hỏi khách hàng hỏi như vậy. Thì em xin được trả lời anh Mạnh Thắng và quý thính giả như sau ạ. Thực ra thì anh Mạnh Thắng và Hà cùng rất nhiều những thính giả khác thì chắc đều hiểu rằng là trước cái sức ép và sự cạnh tranh của thị trường xe hơi hiện nay ấy, các cái hãng xe nhập khẩu hay lắp ráp tại Việt Nam cũng ngày một đa dạng hơn, đem lại được nhiều sự lựa chọn cho người tiêu dùng. Nhưng đồng nghĩa với nó là việc các nhà cung cấp muốn bán được nhiều xe thì họ buộc phải giảm được chi phí để có giá thành cạnh tranh tốt nhất. Điều này đặt ra cho họ một cái bài toán là nên hay không nên trang bị đầy đủ các phụ kiện từ A đến Z cho xe. Và đây cũng chính là một trong những lý do vì sao mà ngành công nghiệp phụ kiện xe hơi lại có thể phát triển và vì sao chúng ta vẫn cần sắm thêm phụ kiện cho xe hơi. Hơn nữa là bên cạnh những cái trang bị tiêu chuẩn và hệ thống an toàn cần thiết thì người sở hữu xe thường bao giờ cũng muốn trang bị thêm một số các cái phụ kiện để làm sao mà mang lại được cái sự thoải mái và tiện nghi nhất cho cái hành trình lái xe của mình. Ví dụ như là gương cầu xóa điểm mù này, hoặc là camera hành trình, hoặc là cái cảm biến áp suất lốp, hay là một bộ thảm trải sàn da lịch lãm. Điều đó cũng sẽ giúp cho nâng tầm đẳng cấp cho xe của họ anh ạ. Hoàn toàn chính xác, với những điều này tôi hoàn toàn đồng ý với chị Hà. Thực ra thì bây giờ ngành công nghiệp phụ trợ cho xe hơi cũng ngày một phát triển, cũng bởi là nhu cầu làm đẹp, gọi là gia tăng tiện ích cho xe cũng ngày một nhiều hơn của người dùng. Nào, như lúc nãy đã chia sẻ là có rất là nhiều những sản phẩm bằng da để chúng ta có thể kể đến. Nhưng ngày hôm nay trong thời lượng của chương trình thì chúng ta sẽ muốn nhắc đến một vài những cái sản phẩm nó mang tính chủ đạo thôi. Và tôi tin đó cũng là những thế mạnh của Nội thất ô tô Bảo Hà, đó chính là thảm trải sàn và lót cốp ạ. Không biết là nếu mà nói về hai loại này thì hiện nay trên thị trường có những cái dòng sản phẩm nào chị Hà có thể chia sẻ cho thính giả được không ạ? Về dòng thảm trải sàn và lót cốp hiện nay ý, thị trường có rất nhiều các loại sản phẩm thảm lót sàn cho xe hơi, ví dụ như là thảm bằng nỉ này, bằng cao su hoặc là bằng nhựa. Nhưng mà cái sản phẩm tiện ích và được lựa chọn nhiều nhất vẫn là dòng thảm da 5D và 6D được thiết kế theo từng form xe và đời xe riêng biệt. Tuy nhiên là bạn phải chọn được một cái cơ sở sản xuất nhiều kinh nghiệm thì việc may đo mới được chuẩn xác, form thảm mới đẹp và mang lại được cái gu thẩm mỹ tinh tế cao. Về cái lót cốp da cũng vậy anh ạ, thị trường thì có lót cốp simili này, lót cốp cao su, lót cốp bằng xốp hoặc bằng nhựa. Nhưng mà được ưa chuộng nhất hiện nay thì phải kể đến mẫu lót cốp da 5D mới. Cái mẫu lót cốp này ngoài cái công dụng chứa đồ này, bảo vệ xe này, nó còn có khả năng biến hình trở thành một chiếc giường nằm rất là lý tưởng đối với các cái dòng xe như xe SUV và xe cúp. Bây giờ thì chúng ta quay trở lại nào, sẽ tìm hiểu kỹ hơn một chút về thế mạnh và điểm yếu của một số những cái dòng sản phẩm chủ đạo của lót sàn và lót cốp hiện nay được không ạ? Được ạ, cái thảm sàn thì hiện nay thì thường chia làm 3 loại ạ, là thảm nỉ, thảm cao su hoặc là nhựa và thảm da. Thì thảm nỉ thì sao? Thảm nỉ là cái loại thảm mà thường được tặng theo xe. Anh biết rồi đấy ạ, khi mà mình mua một cái chiếc xe mới thì thường các cái hãng xe họ hay tặng kèm cái thảm nỉ.
cái ưu điểm của nó là mình không tốn tiền. Vì không mất tiền, đúng không ạ? Nhưng mà bộc lộ của nó thì khá nhiều những cái bất cập, ví dụ như là bụi bám này, thiết kế phẳng nên không che kín được mì xe, dây bẩn thành xe và khó vệ sinh ạ. Vâng. Đặc biệt là trời mưa thì nó có cái mùi ẩm hôi rất là khó chịu. Hoàn toàn chính xác. Còn cái thảm cao su hoặc nhựa thì nó có cải tiến hơn thảm nỉ một chút. Nó có thể rửa nước được nhưng lại dễ gây trơn trượt và sộc sạch, làm mất an toàn. Đặc biệt là nếu để xe dưới nhiệt độ cao quá lâu ngoài trời có thể làm phát tán những cái mùi độc hại từ nhựa này ra. Vâng. Cuối cùng là em nói đến thảm da. Thảm da thì có nhiều ưu điểm hơn hẳn, như là sạch sẽ hơn này, form dáng ôm khít hơn, lựa chọn được màu sắc hợp với mệnh với những ai mà chuộng phong thủy. Rồi có thể phối tông phù hợp với tông nội thất xe. Nếu mà tính giả lựa chọn thảm sàn theo kinh nghiệm và tiêu chí mà Hà vừa chia sẻ bên trên ý, thì chắc chắn là sẽ tìm được một cái bộ thảm lót sàn phù hợp với nhu cầu của mình hơn. Thế bây giờ còn lót cốp thì sao ạ? Không biết là lót cốp thì chúng ta nên chọn loại lót cốp nào là phù hợp ạ, theo chị ạ? Dạ, cái lót cốp thì phù hợp hay không nó cũng phụ thuộc vào chính cái mục đích sử dụng của mỗi người anh ạ. Ví dụ như là với những ai mà chỉ có nhu cầu với lót cốp để chứa đồ hay để tránh bẩn thì có thể sử dụng loại bằng nhựa TPO. Loại này thì chống nước hoàn toàn, có viền thành cốp cao từ 3 đến 5 cm. Quý thính giả có thể để đồ đông lạnh này, những đồ chứa nước mà không sợ bị ngấm vào nỉ xe, có thể để vật sắc nhọn mà không sợ bị xước cốp xe. Lót cốp TPO này thì được thiết kế khá là ôm khít với khoang cốp và định hình theo từng model xe riêng biệt, được đúc nguyên khối nên là cực kỳ chắc chắn và thẩm mỹ. Còn với ai mà có nhu cầu cao hơn một chút nữa, ví dụ như là mình muốn rằng sử dụng lót cốp ngoài cái công dụng chứa đồ tránh bẩn ra thì muốn có thêm một cái không gian cho con trẻ được chơi đùa hay nghỉ ngơi khi đi du lịch đường dài ấy, thì mình có thể lựa chọn sang cái dòng lót cốp da 5D. Vì sao Hà lại nói như vậy? Bởi vì cái mẫu lót cốp 5D này thì nó được may đo chính xác theo từng model xe nên đảm bảo vừa vặn, không ảnh hưởng đến cấu trúc cũng như việc nâng hạ ghế xe. Có nhiều loại xe thì ví dụ như là các cái xe SUV chẳng hạn thì thường nó chỉ thiết kế bề mặt da ở phía ghế trước thôi, còn về sau sẽ là nỉ. Còn với cái việc lót cốp mà gọi là phun cả da như vậy thì tức là nó biến toàn bộ cái khoang sau của những chiếc xe 5 chỗ hoặc 7 chỗ thì nó sẽ thành một cái thể thống nhất, khiến cho cái cảm giác của chúng ta xe rộng rãi hơn và nó sẽ có rất là nhiều công dụng, đúng không ạ? Dạ vâng, đúng ạ. Vâng. Như nhà Hà thì có 3 bạn nhỏ, cho nên là khi mà trải cái lót cốp phẳng ra tạo thành một cái mặt phẳng thống nhất như anh nói lúc nãy đấy ạ, thì là các bạn chơi đùa rất là thích và có cái không gian rất là rộng. Đặc cho nên có đi đến vào tận Đà Nẵng hay là Huế trở lại thì đều rất là ok ạ. Vâng, và bây giờ thì có lẽ là thời lượng của chương trình không còn nhiều nữa. Ở những phút cuối cùng thì chị Hà có thể tư vấn giúp cho các bạn thính giả đang muốn đầu tư một bộ trải sàn da cho xe được không ạ? Dạ được anh ạ. Hiện tại thì trên thị trường có khá nhiều đơn vị kinh doanh mặt hàng thảm lót sàn da cho xe hơi. Nên cái điều đặc biệt lưu ý khi lựa chọn đặt mua thảm lót sàn là cần phải nghiên cứu xem cái đơn vị mình đặt mua đó có uy tín về sản phẩm đó hay không, có địa chỉ kinh doanh rõ ràng hay không, họ có nhận được nhiều đánh giá tốt bởi người tiêu dùng trên fanpage, trên website cũng như là trên các cái diễn đàn xe hơi lớn hay không. Họ có nhiều những cái hình ảnh chụp sản phẩm thực tế để mà đăng trên page hay website hay không. Vì sao Hà lại nói như vậy ạ? Bởi vì là thực tế là có rất nhiều đơn vị kinh doanh vì lợi nhuận, vì kinh doanh chộp giật, họ nhập những cái nguyên liệu thứ cấp về để mà sản xuất và bán với cái giá rất rẻ để cạnh tranh. Nhưng mà đổi lại thì sản phẩm khách hàng nhận được sẽ không như mong muốn. Ở chỗ nào ạ? Ở chỗ là form dáng sẽ xấu vì thiết kế là thiết kế đại trà, chứ không phải là riêng biệt với từng model xe, hay như là cái chất liệu da dễ bị bong chóc và cái nguyên liệu da thì có mùi khó chịu. Tức là những cái loại da rẻ tiền. Đúng ạ. Vâng. Có một điều nữa mà Hà cũng muốn nhấn mạnh với thính giả rằng là kinh doanh online hiện nay thì rất là phổ biến. Nhìn qua mạng thì không thể phân biệt được chủng loại sản phẩm của bên này khác gì so với bên kia. Vì những đơn vị không uy tín thì sẽ copy ảnh sản phẩm thực tế của đơn vị uy tín để đăng trên page hay là web để đánh lừa khách hàng. Chính bởi vậy mà nếu có thính giả, nếu có thể thì Hà mong muốn là thính giả hãy tới tận cơ sở của các nhà sản xuất để trực tiếp nhìn ngắm và trải nghiệm so sánh sản phẩm trước khi ra quyết định đặt mua. Đây là cái cách làm rất là chắc chắn cho khách hàng và cũng là cái cách làm mà công tâm nhất đối với những đơn vị kinh doanh một cách nghiêm túc. Vâng, từ nãy giờ thì có vẻ nghe chị Hà chia sẻ những cái thông tin vô cùng hữu ích. Thật ra thì những cái sản phẩm tưởng chừng như đó là rất quen thuộc thôi, nhưng rõ ràng là với một chuyên gia thì chúng ta có thể khai thác được rất nhiều thông tin ở những cái chiều khác nhau để giúp cho thính giả của trải nghiệm tiêu dùng sẽ có một cái nhìn công tâm nhất, một cái nhìn toàn diện nhất về những cái sản phẩm này đang có trên thị trường. Và bây giờ nếu mà mọi người quan tâm hoặc là nhờ chị Hà tư vấn thêm những cái sản phẩm phù hợp cho xe của họ liên quan đến thảm trải sàn rồi lót cốp thì liệu rằng họ có thể là tìm kiếm thông tin ở đâu hả chị Hà?
Dạ, những cái thông tin mà quý thính giả có thể tìm hiểu để biết được, để có thể mua được một cái bộ thảm trải sàn hay cái lót cốc da 5D phù hợp thì có thể liên hệ trực tiếp với Nội thất ô tô Bảo Hà qua fanpage Nội thất ô tô Bảo Hà hoặc là trên website bảohà.vn, hay là liên hệ theo số hotline là 0986 185588. Một lần nữa thì xin được cảm ơn chị Hà. Với thời lượng ngắn ngủi khoảng 15 phút thôi, nhưng mà tôi tin rằng ngày hôm nay thì thính giả của VOV Giao thông, thính giả của Trải nghiệm tiêu dùng cũng đã có được một cái nhìn tương đối tổng quan về thị trường thảm trải sàn da rồi lót cốp dành cho xe hơi. Hy vọng rằng các bạn thính giả cũng sẽ lựa chọn cho mình được những sản phẩm phù hợp. Một lần nữa, cảm ơn chị Hà đã đến với chương trình ngày hôm nay ạ. Dạ, cảm ơn anh Mạnh Thắng rất nhiều ạ. Cảm ơn quý thính giả đã cùng lắng nghe những chia sẻ trò chuyện của chúng tôi trong những phút vừa qua ạ.